Được sự cho phép của gia đình cùng tất cả chư đồng đạo, tôi sẽ có một cái buổi nói chuyện ngắn tâm tình cùng với tất cả chư đồng đạo của chúng ta, nhằm sách tấn cho nhau trên cái bước đường tu tập cũng như tìm kiếm chân lý của mình. Xin thưa với quý vị, với tôi tu nó đơn giản lắm. Chúng ta nghĩ rằng mình tu chắc có lẽ mình đạt được cái này, mình tìm cái kia để mình thành tựu được này nọ, thì cái chuyện đó nó cũng quý. Nhưng đối tôi thì cái nghĩa tu nó rất là bình thường quý vị. Mình sống sao mình hết mình cái chỗ đó là được rồi. Nếu mình làm con thì mình hết mình với bổn phận làm con. Nếu mình làm bè bạn thì hết mình với bè bạn. Còn nếu mình làm cha mẹ thì mình hết mình để làm bổn phận cha mẹ. Nếu mình cúng, giờ phút đó mình cúng hết mình. Nếu mình làm từ thiện xã hội thì giờ phút đó mình làm hết mình. Đó là tu. Cho nên đó, chúng ta không cảm nhận được tu là thực tế. Vì vậy mình cứ nghĩ rằng tu là chắc cúng lại mới tu, hay là chắc niệm Phật mới tu, hay là lên núi lên non vô chùa vô chiền mới tu, thì cái đó tu là một chuyện. Nhưng mà xin thưa quý vị, ngay nơi cái đời sống này nè, cái bình dị nhất, cái tầm thường nhất trong cuộc sống mà chúng ta gia chạm mà giữ được cái tâm thái của mình, thì cái này mới là cái thực tế trong đời sống tu tập. Để không thôi là mình mang trên mình một cái đầu tóc để tu, một cái áo bà ba để tu, một cái nhãn hiệu gì đó để tu, nhưng mà luôn luôn dòm người khác với cặp mắt bức rứt, với một nỗi lòng khó chịu, thì xin thưa quý vị, thì cái đó không phải tu gì đâu. Tu là làm sao mình cho cái lòng mình nó an ổn nè, nó bình yên nè, nó bình lặng đối với tất cả những thứ. Mà cái chuyện trước mắt mà dễ thương mà mình tâm bình lặng, chuyện đó bình thường. Được tiền mà vui là chuyện đó bình thường. Mà cái trước mắt mình mà trái ý nghịch lòng mà giữ được tâm an ổn đó, cái này mới tu. Được tiền mà vui bình thường, mà không được tiền đừng có khổ á, cái này mới giữ được cái trạng thái của tâm hồn của mình. Còn nếu không khéo là, xin thưa quý vị, chắc có lẽ chúng ta tránh ác làm lành được sao thì tính vậy, nhưng mà để đi vào trong thực tiễn của đời sống nó chưa. Cho nên cái đời sống tu á, theo cái sự hiểu biết cá nhân của tôi, là chúng ta cần phải quân tập. Quân tập từ cái thỏa mình còn nhỏ là. Bởi vì nếu ở góc độ của hàng sa lũy kiếp trong đời sống tu á, thì xin thưa quý vị, hôm nay mình có mặt trong cuộc đời này, sanh ra cái được giáo pháp của Đức Thầy tu niệm không phải tự nhiên đâu. Mà trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có duyên rồi đó. Phải tu nhiều kiếp trước lắm đó. Tới bây giờ cái gặp cái tự nhiên thích cái tu liền vậy hả? Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Cho nên mình có cái duyên bây giờ mình mới cố gắng tu được. Ngày mình thấy mấy đứa bé đó mà nhỏ nhỏ lớn lên nhiều khi chưa biết gì nhiều, 7-8 tuổi vậy, 9-10 tuổi cái theo ông bà cha mẹ đi chùa, cái ăn chay tu luôn à. Ý đừng coi vậy làm bé đâu nha. Coi chừng người ta ở trước người ta cũng có những cái gì đó, người ta chưa có hoàn toàn, nhưng mà cái hộp giống xưa, cái chủng tử cũ của người ta có. Cho nên sanh vô cái người ta biết đạo, người ta tu. Mình không khéo cái mình nói này nói kia, cái tổn phước báo của mình. Cho nên đừng xem thường một ông vua nhỏ, một thái tử nhỏ trở thành một ông vua. Đừng xem thường một con rắn nhỏ, coi chừng nó có độc, mình cũng chết. Đừng xem thường một đốm lửa nhỏ, nó cũng có thể cháy cả khu rừng. Đừng xem thường một lời nói bình thường, khi xúc phạm tới ai, coi chừng ta giận mình cả đời đó, chứ không phải chơi. Cho nên từ chỗ đó, mình tu tập, mình phải làm sao gạn lại trong đời sống. Cho nên đó, có những cái giờ phút trong cuộc sống, có cái giờ phút tĩnh lặng trong cuộc đời, quý vị cứ việc cùng tôi mình ngồi lại. Đôi khi không làm gì hết, mình ngồi lại thôi, để mình dòm mình vậy hả?
để mình thấy có cái tâm Phật bất động nơi mình thấy cái sự bức rứt nơi mình sao. Quý vị có dịp ngồi lại đi, rồi tâm mình không an một cái đó ha, không có ngồi được đâu. Nó thọt dò xuống, nó thọt dò lên, nó móc cái điện thoại ra, nó tùm lum tắc lát hết trơn. Hay bữa nào mà cúp điện một cái đi, mình mới thấy tâm mình khó an dữ lắm. Tới cái giờ phút này là 5 giờ tối, sửa soạn tắm rồi mà không có điện là nó bức rứt chưa từng có. Sửa soạn tới giờ cúng bên kia nó bắt nhạc gầm gầm là gối trong bụng rồi. Cái bọn này là ác ôn dữ lắm không đó. Thành ra từ cái chỗ đó mình chỉ tu trong cái thuận, mà ít có dịp nào mình trải nghiệm để mình tu trong cái nghịch. Mà cái thuận khỏi tu nó khỏe lắm, mà đối diện với những cái nghịch mà mình giữ được cái trạng thái tâm thức của mình, cái này mới quý. Nó phải được cái sự đòi hỏi quân tập. Cho nên một cái điều căn bản thiết yếu nhất mà chúng ta cần phải nên nhớ, không có ai sanh ra mà thành Phật liền hết á, không ai sanh ra cuộc đời này mà thanh tịnh liền hết á, không có. Nếu có là các bậc sanh nhi tri như đức thầy đồ này kia thì cái chuyện đó khỏi bàn. Còn cái kiểu như huynh đệ anh chị em mình phải được quân tập. Cho nên đức thầy dạy khuyên người ghen sớm thì xài lâu hơn, càng quân tập nhỏ chừng nào tốt chừng nấy. Tôi nhớ có cái lần tôi còn bé, chắc lúc đó mình cỡ 10 tuổi à, không có lớn hung, thì có sớm có thằng bạn thường đi chơi chung với nhau mà ảnh thông minh lắm, mình không có bằng ảnh, ảnh lý luận đồ hay lắm. Bây giờ thì ảnh có gia đình rồi. Ảnh nói lợi tao với mày đi ăn cắp bí nè, mà tôi không chịu, mà ổng nói hồi tôi phải đi với ổng đó. Ổng hay. Tôi nói thôi má, tao dạy là lấy đồ của người ta là tội, cho nên không đi. Thì mới nói lấy đồ người ta tội là đúng, nhưng mà mày đâu có lấy đâu, đây là bí của ông cậu tao, rồi tao bẻ cho tao trái, tao cho mày ăn trái. Thành ra mày đâu phải lấy của ai đâu, sợ tội. Với thứ hai, tao bẻ tao cho mày chứ bộ mày có bẻ đâu mà tội. Thành ra mày cứ đi theo tao, tao chia mày ăn trái. Mình nghe ảnh kể như vậy mình cũng thấy có lý, cho nên đi. Anh bẻ cũng hai trái, anh cho mình trái đâu đó đàng hoàng. Rồi về tới nhà tôi đâu có dám đem trái bí vô, tôi để ngoài cửa. Tôi hỏi má bà ăn bí không, bà hỏi bí đâu mà ăn. Tôi nói bà nói ăn đi là có liền à. Tôi trong thâm tâm tôi nghĩ lúc đó chắc má tôi thương tôi lắm, tại có bí đó. Tôi lấy gì, tôi lấy trái bí ra, tôi cứ nghĩ má mình khen, mà không ngờ bà rút cái cây bà đập quá trơn đập. Bà nói mày ăn cắp của ai, dòng bí của người ta, bí non mày bẻ kiểu này người ta làm sao, mày đi lại mày gắn cho người ta. Mà bà nói gì không phải bà nói, rồi thôi bà nắm cái tay mình bà kéo. Tôi là út trong nhà, gia đình tôi tới 9 anh chị em lận. Mà má tôi nhớ bà thương tôi lắm, mà bữa nay sao bà ác dữ vậy ta. Mình trong tâm mình cứ nghĩ như vậy, lúc đó mình không hiểu. Rồi tôi nói má ơi má, thôi bà đừng có ai có la, đừng có đánh con nữa, để con thì đánh con trả anh ta. Bà nói mày trả mày nói thì sao đó, mà người ta lại đây mắng vốn là mày thấy cái cảnh. Bởi vì tôi lấy chai bí tôi đem đi, mà đâu có đi đem trả anh ta, tôi đem ngay cái mương tôi luyện đại nó xuống dưới cho nó rồi, để đây rồi đem đi trả anh ta, biết mình ăn trộm sao. Tôi giận má tôi lúc đó lắm, mà tôi cũng giận cái thằng bạn tôi cũng ác ôn luôn đó. Xúi chi ra nha mà bị đánh vậy. Nhưng mà khi lớn lên quý vị, cái ngày mà biết tu hiền, cái ngày mà biết giáo pháp được chút ít, lúc này tôi cảm ơn má tôi vô cùng. Phải như mà lúc đó má tôi nói tờn đâu ngon vậy, bữa nào kiếm vài trái nữa con là chết mẹ tôi rồi. Bây giờ còn ở đâu nữa mà đi đo đi đây đi đó đi đây nói đạo gì được. Chắc ăn trộm người ta không chứ còn cái gì. Cho nên cái sự giáo dục tuy bình thường như vậy, nó tạo ra cho tôi một cái khái niệm trong cuộc đời sống là không dám tha cái gì về nhà hết. Đem về nhà là coi chừng bị đập liền vậy à, chứ không có nói chân. Cho nên sợ cái điều đó nó xảy đến. Cho nên xin thưa chư đồng đạo, quý vị anh chị em, khi mình tu tỉnh đó, mình luôn luôn mình làm sao cho cái tâm của mình trong đạo Phật
dùng cái từ là thánh thai đó, làm sao cho cái thai sen thanh tịnh của mình càng lúc càng phát triển. Nó phải được tưới tẩm bằng lòng từ, bằng sự bi mẫn, bằng sự yêu thương, để mà san sẻ lẫn nhau. Mỗi một lần công phu hành trì là mỗi một lần tâm mình được cái bình an tịnh lạc. Còn nếu mình xa rời cái thực tế của công phu hành trì, xin thưa quý vị, dù mình có tu bao lâu, có sống dài thêm bao nhiêu tuổi, thì chỉ là đúng sai phải quấy thị phi thôi. Người đời người ta chấp bên bất thiện, thì coi chừng mình chấp bên thiện. Người đời người ta chấp bên ác, coi chừng mình chấp ở bên lành. Bởi vì đôi khi có những người ta gặp người đạo không ưa, nhưng mà có nhiều người đạo gặp người đời cũng không khoái. Thì mặc dù ở góc độ là thiện với không thiện, nhưng mà hai cái ưa với không khoái này y chang như nhau. Tâm nó không có an lạc, mà tâm nó luôn sanh ra cái này cái kia. Cho nên đời sống căn bản của đời sống tu là quân tập tâm mình từ thuở còn bé. Thành ra quý vị thấy nhiều khi mình không có nhòm lại mình, rồi mình đi đám đi tiệc, mình đi này đi kia, rồi mình cứ tự động mình làm khổ chính mình. Mình là nạn nhân của mình không đó, chứ không phải gì đâu. Rồi biết người ta gặp mình ta cũng xa lánh nữa, không ai dám lại gần mình. Mình đã làm khổ đau mình, mà mình đã làm khổ đau người nữa, chứ không phải là không. Có cái ông đó, ông tu ở gần núi Ngũ Đài á, Ngũ Đài Sơn của Trung Quốc á. Thì người ta đồn rằng ở trên núi Ngũ Đài á là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường xuất hiện. Và nếu ai thỉnh được cục đá trên đó mà về đó, thì giống như một cái phần quà của Bồ Tát Văn Thù cho vậy đó. Ông nghe đồn gì ông mừng, ông tìm mọi cách để đi về núi Ngũ Đài. Nhưng mà do cái địa lý, do hoàn cảnh thời kỳ nó khó. Một hôm có người bạn nói tôi về đó, ông xin đi. Đi lên đó ông chiêm bái Bồ Tát Văn Thù, rồi ông cũng xin được cục đá nữa. Ông về ông mừng, vô cùng mừng. Ông gặp ai ông cũng khoe hết trơn. Bữa đó ông gặp thiền sư Từ Mẫn. Ông nói ngày Từ Mẫn, tôi lên trên núi Ngũ Đài, tôi chiêm bái Bồ Tát Văn Thù, tôi xin cục đá này được nè. Tôi mừng, vô cùng mừng. Thì ngày Từ Mẫn nói khi mà ông xin được cục đá rồi còn được gì nữa không? Ông làm thinh nè. Ông nói đâu còn gì được đâu. Ông nói nếu thì ngày mong được cục đá, mà được cái cục đá từ cái núi Ngũ Đài của Bồ Tát Văn Thù, thì bây giờ trong tâm ngài còn được gì nữa không? Ông không biết được gì hết. Ông nói không. Thì xin thưa quý vị, câu chuyện này nó còn một khúc nữa mà mình dừng tại đây, mình thử đặt lại. Bây giờ bữa nay mình đi, mình rảnh rỗi mình đi cúng chùa, rồi cúng chùa rồi còn gì được nữa không? Mình đặt câu hỏi thử coi. Chùa thì cũng cúng mà quạo y chang, chùa cũng cúng mà sân hẳn y chang, thì trong tâm mình đâu được gì? Hay là bữa nay mình đến mình cùng huynh đệ được cái vui vẻ, được cái hạnh phúc hay không? Hay đến đó rồi có lo liếc người này chề môi người kia hoài, thay gì được cái an mà mình không an gì hết? Hay mình đến đó mình cầu nguyện, mình trải lòng, mình cầu nguyện cho chư đồng đạo của mình, những người đã mất. Khi mình cầu nguyện như vậy rồi mình còn được gì nữa không? Có cảm thấy lòng mình từ bi hơn không? Có cảm thấy sự hỷ xả có mặt với mình nữa hay không? Hay là lúc đó rồi hơn thua phải với quấy với nhau, rồi không được gì hết? Cho nên khi mà thiền sư Từ Mẫn hỏi ông bạn đạo, khi được cục đá, ông có được gì nữa không? Ông không thấy. Cho nên cái cách sống bình thường của ông trong thiền am tự viện vẫn y chang như thế. Vẫn quạo, vẫn buồn, vẫn hờn, vẫn trách, vẫn oán ghét với nhau. Thành ra mình tu tập, xin thưa quý vị, bao nhiêu năm trời công phu, bao nhiêu lần hành đạo, bao nhiêu lần trải mình trong cuộc sống, bao nhiêu lần cúng lại, tâm mình được cái gì? Đừng nghĩ rằng ở bên ngoài cho mình cái gì nha. Đừng có tư tưởng đó. Đừng nghĩ rằng mình giao tiếp với bè bạn cho mình cái gì. Đừng nghĩ rằng cha mẹ tôi đã cho tôi cái gì.
Đừng nghĩ rằng từ khi tôi tu tới giờ đồng đạo cho tôi cái gì, đừng nghĩ vậy. Mà hãy nghĩ rằng mình đã bình an được như thế nào, và cái sự bình an đó mình đã chia sẻ với huynh đệ mình ra sao. Cái này mới là cái chân quý, mà nó phải được quân tập từ cái thời mà chúng ta còn bé còn nhỏ lận, chứ không phải mà lớn lớn lên mà được vậy đâu. Càng có cái đời sống đức hạnh, càng đi vào sâu bên trong cái tiềm thức của mình, mình mới nhận diện ra được cái nghiệp của chúng ta trong cuộc sống. Quý vị cứ việc dòm lại một việc thật là nhỏ trong cuộc sống thôi, đó là hơi thở của mình. Có ai ở không mà dòm hơi thở mình không? Nếu chúng ta không thấy hơi thở của mình là đồng nghĩa chúng ta đang sống mà chưa thật sự cảm nhận sự sống của chúng ta hết. Bởi vì cuộc sống này nó là gì? Đức Phật dạy mạng người trong hơi thở mà. Khi mình tập trung vào cái hơi thở của mình thôi, mình kiểm soát được vô và ra. Chỉ thấy đơn giản vậy thôi quý vị, là chúng ta bắt đầu cái hạnh phúc nó có mặt liền. Và nếu chúng ta biết cách niệm Phật ngay trong hơi thở của mình, cái câu Phật hiệu nó lăn lưu trong cuộc đời của mình, thì một ngày nào nó đến sự bình an. Cho nên cái hơi thở và cái câu niệm Phật nó chẳng khác nào như cục khoèn mà để vô cái lu nước đục. Nó có cái công năng làm cho nước sẽ được trong và lặng lại. Một ngày nào cái tầng tuệ của mình nó lên cao, chữ tuệ là trí huệ đó, một cái tầng tuệ của mình lên cao đó, quý vị biết cũng giống như mình lấy được cặn ra ngoài đó. Mà hãy lấy được cặn ra ngoài thì lúc này mới đến một cái trình độ nữa, ta gọi là khỏi tu là vậy đó. Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hạnh mới được. Ngày nào lấy hết cặn ra mới được cái cảnh giới này nha. Lúc đó không cần tu. Lúc này Bồ Tát gọi là vô sanh pháp nhẫn đó, không có cần nhẫn nữa. Bởi vì đâu có quạo đâu mất công nhẫn. Còn mình là còn nha. Phải cố gắng đem tâm niệm của mình vào cái đời sống công phu, cái nhẹ nhàng nó đến với mình, đặng mình cố gắng mình quân tập được để mình thấy cái thánh thiện trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta không tìm cách quân tập để rèn luyện cái công phu của mình, thì xin thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống của mình không kiểm được tâm, thì đồng nghĩa với mình cũng đâu có kiểm được ngôn ngữ đâu. Mà không kiểm được ngôn ngữ thì hành động mình cũng đâu có kiểm được đâu. Rồi một ngày nào đó mình xúc phạm người ta, mình làm phiền người khác, và cái cánh cửa lòng của người ta đóng lại, người ta không tha thứ cho mình. Cái mình không biết, cái mình nói tờn ơi tu mà cố chấp đồ này kia, thực sự cái tổn thương quá lớn. Cho nên người ta không thể nào cởi ra được, không thể nào mở lòng ra được. Và tôi đã thấy một cái lần đó của một cái chị bán cái gì mà mấy đứa nhỏ nó ăn, có cái viên viên mà tôi mua hoài tôi quên ta, trà sữa. Mỗi lần mình đi giảng về hay là có công chuyện đi đâu về ngang chợ, mình ghé mình mua tàu hũ, mua rau về, huynh đệ nhờ mình mua về thì mình mua về đặng ăn. Bữa đó mình chạy ngang cái chỗ đó, bình thường không có trà sữa trà gì hết trơn, mà sao bữa đó có cái chỗ bán. Cái mình chực nhớ lời chạy có mấy đứa nhỏ, cái mình ghé mình mua. Mà mua đứa nhỏ thì phải mua ông lớn chứ. Ngày khi mấy ông lớn cũng uống cho biết, tán một lần như vậy cả chục bọc gì đó. Người có tiền thì mua, không có thôi, nhưng mua phải mua cho đủ. Thì cái hai ba lần mua cũng dài, mình thấy trời mưa mà bán ế á, mình thường ghé mua tiếp dữ lắm. Thì cái chị đó chỉ có một cái đứa con, thì bà hỏi chứ anh bộ con đông lắm hả? Tôi nói ừ. Nó làm cha được như anh im quá, mua đồ về cho con rồi sao mà còn trẻ mà con gì tới mười đứa mười mấy đứa vậy ạ? Và trong đó có mấy ông già, bà đâu có biết, như mình cũng không có nói gì của mình chỉ ừa thôi. Mình gặp con bé chạy nhúc nhích chỗ bà bán, hỏi bộ con chị hả? Nó con. Rồi hỏi chồng chị đâu? Bà nói thôi rồi. Tôi hỏi rồi hồi xưa giờ không có thấy chị bán ở đây, rồi bộ chị mới bán, mình hỏi kệ để coi cái cõi lòng mình thấy, hỏi đến đây là cái mặt buồn lại liền.
mà nó tôi ở bên Mỹ Hòa Hưng á, chồng nó mỗi lần nó nhậu vô nó quánh mặt mày sưng hết trơn, cho nên thôi về bên đây bên dòng họ tôi bên này ở bán, mà tôi thấy chú lạ mà mua lần nhiều mình cũng không nói gì, từ từ cái mình mới tiếp cận, cái mấy lần sau mình hỏi nếu như mà chồng chị á bữa nào ông hối hận ăn năn, ông nói ông không nhậu nữa, ông năn nỉ chị có tha thứ cho ông không? Bà làm thinh lâu lắm, bà không nói gì, bà cười cười, bà nói chắc tôi gặp chồng tôi nhận không ra ông nữa quá. Mình không hiểu cái chữ nhận không ra là sao. Mình nói ủa sao mà chị nói chị gặp chồng chị nhận không ra. Bà nói bởi vì cái tình cảm của tôi, cái trái tim của tôi với ông nó chết rồi, cho nên tôi không chắc gặp ổng, chắc tôi cũng không dám dòm nữa quá. Mà dễ gì ổng năn nỉ tôi, chú ơi. Nói vậy rồi thôi mình cũng đi. Rồi sau mấy tháng gần đây thì không thấy bán nữa. Mình hỏi cái chị cũng bán cặp bên là cái chị này đâu. Bà dòm, bà nói bộ mình ông đạo bật bồ với bà đó gì không biết. Bà nói đi rồi kiếm gì mà kiếm, đây không có người này thì mua người khác đi kiếm gì. Tức là bà muốn mình mua bà khỏi mua bà kia. Bà hỏi chứ có người này không mua đi mua người khác, bà nghĩ rằng mình chắc phái cái bà đó cho nên ghé đó mua hoài, bà không chịu mua. Tôi nói không chị, tại vì thấy chị lạ rồi thấy có đứa con nhỏ rồi mua tiếp. Nhưng mà từ một cái sự việc đó nó cho mình một cái ý niệm trong đời sống, cái con người người ta có giới hạn, cái trái tim của con người người ta có một cái khoảng để chứa. Đôi khi mình làm tổn thương người, mình làm đau khổ người quá, cho nên không thể nào người ta có thể tha thứ được cho mình. Do đó đó, cái chuyện mà người ta có tha thứ được hay không là một góc độ rồi. Nhưng góc độ của mình hãy cố gắng sống làm sao đừng làm tổn thương tới người khác. Đây là một cái việc hết sức quan trọng mà tôi nghĩ nó căn bản trong đời tu đó. Cho nên anh chị em huynh đệ mình á, khi làm một điều gì trong cuộc đời này phải luôn luôn nhớ đừng gây tác hại tổn thương đến người. Đôi khi mình làm lành quý vị, mình làm thiện mà cái thiện của mình nó tổn thương tới người mà mình không hay. Mình đi vác cây á, sức mình mạnh, mình vác một lần 2 cây 3 cây bình thường, nhưng mà cái sức của ông kia yếu hay ông làm biến cũng được, ông vác một lần 1 cây 1 à. Nhưng mà nếu mình thật sự mà có cái tâm từ thiện, tâm tốt, tâm tu thì thôi, ổng làm ít thì chuyện của ổng, còn mình làm được thì chuyện của mình. Cái này không đem cái sức lực của mình, đem cái hay của mình để phán đoán, để chê trách cái ông đó mà làm cái gì vô trốn cơm người ta không thì tổn thương. Đừng làm điều gì tổn thương tới người khác. Cái đó là cái căn bản. Mình mà bố thí cho ai thì xin thưa quý vị, mình phải làm sao cái người mà nhận cái phần quà đó đó, họ cảm thấy hạnh phúc, họ cảm thấy yên vui, họ cảm thấy hài lòng, cái phần quà đó có giá trị. Mình cho người một cái phần quà mà họ mặc cảm, họ khổ đau, họ tự ti, đôi khi họ oán ghét nữa. Mình cho họ mà họ oán ghét mình thì cái này là cái mà chúng ta phải luôn suy nghĩ cái việc thiện của mình phải không. Đôi khi cái thiện của mình là mình vui đó mà mình làm cho người khác buồn, cái thiện đó chưa thật sự là thiện. Cho nên có cái lần đó đó, mình cùng với một số huynh đệ đi vô cái chỗ mà trẻ mồ côi mà khuyết tật á, để cho quà. Thì quà có khi có tiền của mình sức, mà cũng có khi tiền của người khác người ta gửi cho. Vì vậy cần phải chụp hình đồ này kia để gửi cho các mạnh thường quân là mình đã làm xong cái nhiệm vụ, vậy cũng tốt, không có gì. Nhưng mà có một lần đó cho quà xong, kêu mấy đứa bé thôi, mấy đứa cháu, mấy đứa em ra đây chụp hình lưu niệm để làm kỷ niệm cho các vị mạnh thường quân đến đây người ta tặng quà. Quý vị ơi, có đứa nó hào hển, nó vui vẻ, nó đứng nó chụp. Mấy đứa nhỏ, nhưng mà có đứa lớn nó không vô tư được vậy.
Nó chạy, nó kiếm chỗ, nó trốn, có đứa nó chạy vô cái tủ, nó đóng cửa lại. Mình thấy vậy, mình vô, mình hỏi, ủa sao không ra chụp hình đồ này kia, lưu niệm với mọi người. Nói thôi chú ơi, chú cho quà mấy con cảm ơn, nhưng mà đừng có bắt con lên hình, lên máy như vậy. Con cảm thấy như con là một món quà, món đồ, giống như một con vật để người ta, để người ta vui vậy đó. Thôi chú cảm thông. Nó nói tới đây cái mình cảm thấy cảm xúc. À, cái hạnh phúc của mình, cái niềm vui của mình mà người ta khổ đau, người ta buồn bã, người ta cảm thấy mặc cảm tự ti, người ta cảm thấy khổ sở, thì cái phần quà đó, cái niềm vui đó có thật sự phước báo hay không? Cho nên một đời sống tu tập á, mình phải làm sao có sự kiến tạo lớn trong cuộc đời của mình qua cái công tác hành trì tu tỉnh của chúng ta, để đem lại cái bình an cho mình, mà cũng phải đem lại cái bình an cho người. Cho nên trong tất cả các pháp bố thí, không có cái gì quý hơn là vô quý thí. Vô quý thí là đem cho người khác cái không sợ. Còn mình thí sao mà ta gặp mình ta né không ạ? Người ta sợ. Người ta sợ mình chụp hình, người ta sợ mình quay phim, người ta sợ này, người ta sợ nọ. Bởi vì người ta cảm thấy bất an. Cái đời sống tu của mình cũng vậy. Phải làm sao cho người ta bình an. Cái bước chân của Đức Phật, Ngài đi đến đâu, Ngài đem bình an cho những người có mặt tại đó. Ngài giống như một cái viên minh châu vậy đó. Trời nóng thì nó lạnh, mà trời lạnh thì nó nóng. Nó giúp cho cái cơ thể con người ta điều hòa. Đó gọi là công đức phước báo. Còn mình có một chiều, và xin thưa quý vị, cái chỗ đó nóng mà mình vẫn đem tới nóng, cái chỗ đó lạnh mà mình vẫn đem tới lạnh. Mình không có công năng của sự điều hòa đó. Cho nên cái việc mình làm không khéo, nó sẽ khổ đau. Nên cái bước chân á, người ta đến chùa, người ta đem cho chùa bình an. Người ta đi đám, đem cho huynh đệ hạnh phúc. Người ta đến Phật Pháp, người đem cái giáo lý để mọi người cùng tu tỉnh xoa dịu. Còn không khéo chúng ta đi đến đâu, người ta gặp mình ta né. Cái này không phải tại người ta đâu, mà mình cứ coi năng lượng tu tỉnh của mình, cái tâm vô quý của mình chưa thật sự là cao. Thì mình cũng phải biết rằng mình đang tu tập mà. Nếu đã đang tu tập thì có cái tốt và cũng có cái xấu, chứ không phải là tốt không. Nhưng mà mình biết tu cái xấu, mình luôn luôn dòm lại để mình rạng lọc tâm mình. Còn cái tốt thì xin thưa quý vị, luôn luôn để đem ra làm sao hỗ trợ huynh đệ mình trong cuộc sống. Mình làm được những điều đó rồi, tự động một cái ngày nó trôi qua đi, khi mình cúng lại, mình ngồi niệm Phật, mình không cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Mình không hổ thẹn với tiền nhân tổ phụ. Mình ngước mặt lên, mình dòm ảnh thầy, mình cảm thấy hạnh phúc. Còn không khéo xin thưa quý vị, chính cái tâm của mình, mình làm xong rồi ngày đã về nằm võng, tức mình ghê luôn, buồn mình ghê luôn á, không dám buồn ai. Tại sao mình xử trí nó tệ như vậy? Tại sao mình tào lao tác lác như vậy? Thành ra có lúc mà dòm vô cái mặt kiến thấy hình mình mà còn phát ghét, huống chi người ta sao ưa mình được. Tâm mình hẹp hòi lắm, nhỏ mọn ích kỷ lắm. Chính những cái này là cái để cho chúng ta cảm nhận lại. Có cái lần đó, đó là mình đi Hòa Hảo, mà lúc đó mấy bà chị mình bả cho tiền, tôi nhớ là đồ cũng đâu một hai tấm 50 ngàn gì đó, đổ xăng rồi đâu cũng còn hai tấm vậy đó. Mà đi ở đâu cái đường rồi lên phà Năng Gù á, rồi mới đi xuống, mình nhớ vậy. Cái đi tới cái phà Năng Gù á, thì sửa sạn xuống phà, ông đó ông xè tay ông xin, ông nói ông đạo cho 10 ngàn ăn cơm đi, ông xin ông ra giá vậy á. Mình nhớ lúc còn nhỏ 10 ngàn là nhiều lắm đó, 10 ngàn chắc bây giờ chắc cỡ 10 ngàn quá ha. Mình nhớ cũng nhiều quá, tại vì cơm lúc đó mình nhớ ăn cũng ít, cháo cỡ 5 ngàn tô nha. Mình cũng hào phóng chứ không phải là không hào phóng. Mình nói ừ để tôi cho ông, yên chí. Chừng móc ra, dở ra, 2 tấm 50. Mà tôi đổi mấy người đó đó, ta không cho, không có. Thì bắt đầu sửa sạn ta mở cửa đằng xuống đó,
mà nửa muốn cho mà nửa muốn không. Ai mà ngu gì mà cho nửa gia tài của mình mấy cha, cắt nửa vầng trăng cho em, đời anh tan nát sao? Cho nên mình bỏ lại, mình nói thôi đi, để dịp khác đi, bởi vì không có tiền lẻ. Thì ổng cái hy vọng của ổng, cái niềm tin của ổng, khi mình nói yên chí, ổng nghĩ là mình sẽ cho, nhưng mà cuối cùng mình không cho, nó tan nát cái trái tim của ổng. Một đời nào ổng biết, ổng không có nói gì nặng lời mà ổng nói bộ đi luôn hả ông đạo. Lúc đó mình cũng không nói gì, mình cũng xuống phà đi luôn. Ra giữa phà nó sống ầm 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 vậy đó. Tôi nói cấp này mà nó chìm một cái rồi làm sao mấy cha. Tu hành gì kỳ cục, cũng biết nói đạo, cũng biết tu hành gì mà hứa cho người ta rồi không cho khỉ khố rồi. Xin thưa quý vị, cúng rồi là chiều bữa đó về, mình ngồi mình niệm Phật, sao mình dòm thấy Đức Thầy dòm mình xéo xẻo à. Nói sao ngày dòm mình có một bên vậy ta. Mình nhớ mình tu cũng đàng hoàng lắm đồ này kia, nhưng mà xin thưa với quý vị, do đó cái việc làm của mình nó không có đàng hoàng, nó nghiêm chỉnh, nó không tốt. Mình không có giấu được ai đâu. Mình nghĩ rằng mình giấu được người này, mình giấu được người kia, đó là thế gian thôi. Mình không giấu được mình thì làm sao mình giấu được trời Phật. Chỉnh e giai giác, thánh thần chép biên. Và Đức Thầy đã từng xác nhận cho mình biết đó, là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phan. Cái trí tuệ của Đức Phật vô biên vô cùng thì làm sao chúng ta có thể giấu được. Phải luôn luôn nhớ rằng hãy cố gắng thực hiện cái đời sống công phu, cái con đường hành trì của mình, để mình được bình an tĩnh lặng. Đó là cái vấn đề tu tỉnh. Kính thưa chư quý vị, cho nên cái đời sống tu của mình á, mình hãy luôn luôn cố gắng sống tốt. Dù sống tốt nó có bị thiệt thòi một chút đi chăng nữa cũng không sao. Sống tốt dẫu có thiếu thốn một chút đi chăng nữa cũng không sao, vì chúng ta biết rằng cái tốt đó nó sẽ không bao giờ mất đi, mà nó sẽ tồn tại theo cái yếu tố thời gian năm tháng. Cho nên chư đồng đạo mình dẫu có phải thiệt thòi, chịu cực khổ, mà hãy nhẫn nhục sống tốt, để rồi mình không hổ thẹn với chính cuộc sống của mình, không hổ thẹn với cuộc đời của mình. Thành Phật không phải là chuyện khó, nhưng mà để thành Phật thì không phải là chuyện dễ. Bởi tại sao? Do chính chúng ta có thật sự nỗ lực, chính chúng ta có thật sự làm hay không thôi. Cho nên khi cọ sát vào cuộc đời, để chúng ta thấy rằng mình cần phải nhận diện ra chính mình mới được. Còn chúng ta không nhận diện ra chính mình, khó lắm. Người xưa người ta tu kìa quý vị, chẳng những trong đời sống này họ biết cách để xây dựng lòng từ bi, mà trong những phút khó khăn nhất trong cuộc sống, họ vẫn giữ được cái tâm thái của sự bình an. Mà hãy giữ được tâm thái của sự bình an là đời sống công phu của chúng ta từng bước đi lên. Tôi nhớ có một bác, ông đến thăm mình, ông nói một câu mình nghe hay. Ông nói cuộc đời tôi không muốn ai phiền mình hết, do đó hãy cố gắng làm cả bổn phận của mình. Và hãy nhớ rằng là trái tim của con người có giới hạn, nhưng cái sự hết lòng của chúng ta không giới hạn. Sức lực của chúng ta có giới hạn, có thể mình vác được 3 kg, 4 kg, nhưng tấm lòng của chúng ta không giới hạn. Cho nên khi mà mình cả một cái tấm lòng mình thể hiện mà không được, người ta vẫn cảm thông cho mình à. Đó là chân thật của cuộc sống. Còn nên thưa quý vị, mình mà không thiệt rồi cái 1-2 lần là người ta biết liền à. À, cái người này không thiệt, không phải. Còn mình hết lòng mà làm không được đi chăng nữa, người ta vẫn cảm nhận được hết. Bởi vì sống không phải là ở bên ngoài, mà còn là trái tim, sự chân tình của cái đời sống tâm tư, nguyện vọng của công năng hành trì. Cho nên chư đồng đạo của chúng ta phải làm sao cố gắng thực hiện cái phương pháp hành trì để mình đem lại cái bình an cho mình và đem lại cái bình an cho người nữa. Mới thật sự là tu, nó đòi hỏi mình phải có cái bề dày của sự công phu hành trì từ lúc chúng ta còn thở bé. À, thì bây giờ quý vị chúng ta đã tu từ lâu rồi.
Ở đây tôi thiết nghĩ ai cũng đã có cái bề dày của sự tu tập, thì mình hãy cố gắng coi lại cái đời sống tu của mình. Cái gì mà chưa hoàn thiện được thì chúng ta cố gắng hoàn thiện. Cái gì chúng ta chưa bỏ được thì chúng ta bỏ. Mà cái quan trọng nhất là đừng làm tổn thương hay đau khổ gì đến ai, để rồi cái cửa lòng của người ta đóng lại, đồng nghĩa cái nhân duyên thiện của mình với người đó nó không có. Mà hãy nhân duyên thiện của mình với người ta không có thì nó có nhân duyên gì nè? Bất thiện. Thà là có một người bạn hơn là có một kẻ thù. Có một cái nhân duyên thiện hơn là cái nhân duyên bất thiện. Thì qua cái quá trình tu tập, chúng ta phải luôn luôn xem lại và rèn luyện nhân cách của mình. Thì đó mới thật sự là đời sống của chúng ta biết đi vào bên trong vậy.